tôi không có thời gian để mà ngồi đâu nói chuyện với cô với anh đâu. Bao nhiêu người ta đi được sao tôi không đi được? Ở Bình Lộc đây. Đây nè, dân Bình Lộc có thể đi. Ủa tôi dân Đồng Nai, tôi Long Khánh chứ đâu. Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2021, thông tin từ Công an thành phố Long Khánh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Vũ Nhật Tân, 38 tuổi, ở phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ tại một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 7, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 do Công an xã Bình Lộc triển khai đặt tại cầu Bình Lộc thuộc khu phố Suối Trồn, phường Bảo Vinh, Vũ Nhật Tân điều khiển xe máy chở Nguyễn Tiến Duy, 21 tuổi, ở cùng phường, lưu thông trên đường Lê A theo hướng từ quốc lộ 1 đi vào. Lực lượng tại chốt đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tân và Duy đã dừng xe và khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, Tân chưa nêu được lý do chính đáng đi vào xã Bình Lộc và cũng chưa hoàn thành việc khai báo y tế, nhưng lại lấy xe với ý định tiếp tục di chuyển. Dù phải thôi. Qua đây. Ủa tôi khai báo rồi tôi có quyền đây nha. Anh có gì kẹn tôi? Anh ở xã khác tới, anh phải có giấy xét nghiệm. Nhưng mà tôi hỏi anh làm cái gì kẹn tôi? Tôi đang làm. Quyết định đâu? Công bằng đâu? Bây giờ anh cứu này, anh gần đây. Lúc này, tổ công tác yêu cầu Tân quay trở lại khu vực khai báo y tế để xác minh, làm rõ lý do đi vào xã Bình Lộc, thì Tân có thái độ thách thức, chống đối và không chấp hành, liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng. Ngoài ra, Tân còn gỡ khẩu trang để nói chuyện. Khi một cán bộ trong tổ công tác ra chặn lại, thì Tân điều khiển xe lao thẳng vào người này, nhưng không xảy ra va chạm. Anh kéo khẩu trang lên đi nha, đề nghị anh kéo khẩu trang lên nha. Anh làm cái gì anh kêu tôi kéo? Tôi là kiểm soát dịch ở đây, được chưa? Ở đây ai đứng chốt này? Tôi đứng chốt ở đây. Tôi là tổ trưởng tổ kiểm dịch đây. Đâu? Quyết định đâu? Tôi không cần xuất trình cho anh coi kiểm tra nha. Còn không thì anh cứ xuống xe tôi sẽ xuất trình cho anh coi. Công an tập thì bụng lớn lép. Anh chửi ai? Tôi chửi ông á. Chửi anh đúng không? Thôi anh. Mày làm gì tao? Quýnh đi. Anh là cái gì tôi phải quýnh anh? Tôi có làm gì anh đâu. Rồi sao nữa? Tôi kêu anh hợp tác làm việc. Ủa thôi. Tao khai báo rồi. Rồi mày làm gì nữa? Làm gì anh? Làm gì anh? Cứ kéo khẩu trang lên đi. Tao khai báo rồi mày đưa đi không? Bây giờ anh không đầy đủ giấy tờ. Giấy tờ gì? Anh làm gì anh la lớn vậy? Giờ tao nói mày giấy tờ gì đó? Theo Công an thành phố Long Khánh, sau đó Tân tiếp tục thách thức, chửi bới và đạp vào vùng đùi của một cán bộ ở chốt kiểm soát. Tân đã bị khống chế, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an xã Bình Lộc để làm rõ. Qua kiểm tra nhanh, Công an xã Bình Lộc phát hiện Tân có sử dụng trái phép chất ma túy.